con này bây giờ thì cũng chả mua nữa đâu. Nhưng mà tại vì video ở trong cái chuyên mục clip nước hoa nữ thì cũng chả có ai xem đâu. Thế nên là mình cứ làm thôi, cứ ném nó vào thôi. Chấu hôm trước nói vui ở trên top top đó chính là cái việc cứ có con nào ngon mà đít rồi dành cho nữ là tôi ném hết vào những cái video clip nước hoa nữ mùa hè, mùa đông, để cho tôi được thỏa mãn cái việc là chia sẻ những cái mùi hương mới lạ không mua được. Còn cái việc là xem được hay không thì và mua được hay không đó là việc của các bạn nữ. Và bây giờ thì sẽ là nước hoa mùa đông giá rẻ ở phân khúc dưới 3 củ khoai. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu xem đó là những cái tên nào. Trước khi vào những cái tên đầu tiên thì tôi phải nói lại một lần nữa, đó là giá rẻ của tôi là quan điểm dưới 3 củ khoai. Tại vì hôm trước thì có lên clip nước hoa mùa đông giá rẻ dành cho các bạn nam, và trong video nó cũng nói rất rõ đó là dưới 3 củ khoai, mà trong đó có Change Sense, Slow War. Nhưng vẫn có ông vào không xem mà đọc cái phần mô tả dưới video và bắt lỗi tôi một cái vấn đề, đó chính là anh ơi Change Sense làm gì có chuyện rẻ. Nhưng mà thực sự thì nó mua full nó dưới 3 củ mà, đúng không? Cho nên là nếu như bạn nào mà có thực sự quan tâm thì các bạn có thể xem video ủng hộ giúp mình. Đó là một cái động lực cực kỳ lớn. Còn không thì cũng mong là các bạn quan tâm đến chai nước hoa nào thì các bạn có thể đùa đến cái đoạn đấy. Và đó là câu chuyện về nội dung của những người xem. Mình cũng đã rất là thoải mái trong cái vấn đề đó. Và ngày hôm nay thì xin phép được chia sẻ đầu tiên ở vị trí số 5. Đó là Ferrari của One. À, em nói đây. Con này thì cũng đã có một cái video review rồi. Và có rất nhiều bạn hỏi mình: anh ơi bây giờ mua con này ở đâu? Thì cái thời điểm mà video này lên sóng, tôi chắc chắn với các bạn rằng là đã có hàng để mua tại Việt Nam. Và hàng đó là hàng 100% chuẩn giấy tờ, có làm việc trực tiếp với hãng luôn, nên là các bạn hoàn toàn có thể mua được. Và cái giá của em này thì cũng dưới 2 củ khoai, cực kỳ dễ tiếp cận. Thì cái video mình sẽ để cái đường link ở đây để cho các bạn có thể dễ dàng xem được. Còn tóm gọn lại, đây sẽ là một con mà các bạn có thể mặc được mọi dịp vào mùa thu đông, ở cái nhiệt độ loanh quanh khoảng tầm dưới 30 độ là hoàn toàn có thể mặc được. Và tốt nhất ở trong khoảng tầm 20 cho đến 23 độ C thì Ferrari sẽ là một trong những con mà cực kỳ dễ xài. Nó giống như kiểu là Narciso trắng vậy, nhưng mà ở đây sẽ là một cái combo giữa xạ và trái cây, cực kỳ dễ dùng, ngọt và có một cái độ tỏa hương vừa phải, không gây khó chịu cho những người xung quanh. Đặc biệt là nếu bạn nữ nào có cái xu hướng là tìm một cái mùi hương trẻ trung với tông mùi trái cây ngọt vừa phải kết hợp cùng với xạ béo béo, thì đây là một trong những con mà các bạn hoàn toàn có thể mua xài quanh năm trong cái môi trường mà có điều hòa ở làm văn phòng. Còn nếu mà không có văn phòng điều hòa ấy, thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một con hơi mệt. Nhưng Ferrari chắc chắn là một trong những lựa chọn cực kỳ tốt và trường tồn ở cái thị trường Việt Nam, với một cái gu đó là chuộng xạ, và đây là xạ cùng với trái cây, cực kỳ ok, hiệu năng tốt. Ferrari của nhà One. Cái tên ở vị trí số 4 đó chính là Velvet Chocolate của nhà Theodoros Gaslottini. Đây, em nói sang cam này nhìn cho nó dễ đó. Và nếu như bạn là một người hảo ngọt, thích những mùi hương theo hướng đồ ăn, và đặc biệt ở đây Velvet Chocolate là mùi của bánh xốp Thái. Nếu như bạn nào mà ở khoảng tầm đầu 9X thì ngày xưa nó có một cái gói bánh Thái dài như thế này, cùng với những cái mỗi một cái bánh nó sẽ để trong một cái túi, xong rồi nó sẽ xếp chồng ở đâu đó tầm mười mấy cái. Và tuổi thơ của mình thì gắn liền với bánh Thái đấy rất là nhiều, vì bánh Thái đấy thứ nhất là nó có một cái lớp vỏ sô-cô-la cực kỳ dày, ở trong thì xốp, và cái thứ hai đó là cái bánh Thái đấy ăn thì nó ngọt đậm, rất là thích trẻ con mà rất thích ngọt. Và đến thời điểm hiện tại thì tôi nhìn thấy một điều rằng là ở Việt Nam bây giờ thì những cái loại bánh cũng gọi là xốp ấy, thì nó không làm được cái lớp vỏ sô-cô-la dày đến như thế, mà chỉ có ưu tiên những loại bánh có xuất xứ từ Thái Lan nó mới còn như vậy thôi. Thì nếu như bạn thích một cái vị của tuổi thơ, một cái mùi hương giống với mùi bánh xốp Thái, thì đây là một trong những con như vậy. Phải nói thẳng luôn là hiệu năng của nó cực kỳ tốt. Nếu như những cái chai mà các bạn đã xịt rồi như thế này thì chỉ cần các bạn
mở ra và đưa lên mũi, cảm giác một cái bánh xốp Thái đang hiện ra trước mặt bạn. Và đây là mùi mà mình nhớ đến tuổi thơ rất nhiều. Hiệu năng thì khủng khiếp luôn, phải nói một lần nữa. Đó là chỉ cần mở ra thôi, ngửi thấy và các bạn xịt một phát thì thơm lượn cả nhà luôn. Như kiểu là nhà bạn đang làm một cái kho làm bánh vậy. Rất là thơm tho. Và cái mùi hương này thì nó sẽ giúp bạn, thứ nhất đó là làm tâm điểm cực kỳ thu hút giữa đám đông luôn. Và cái thứ hai đó chính là đây là một cái tông mùi cực kỳ ngọt ngào, vanilla và rất phù hợp vào mùa đông lạnh. Khuyến khích là chỉ xịt vào mùa đông, nghiêm cấm xịt vào mùa hè. Cái độ biến chuyển của em nó thì thực sự là cũng không quá nhiều. Mùi hương mới đầu xịt ra như thế nào thì về sau biến chuyển nó sẽ chỉ nhẹ dần thôi. Và đây là một con phù hợp để có thể đi chơi với người yêu, ấn tượng ban đầu hoặc là đi chơi với bạn bè vào những ngày đông. Nó cũng không có cái yêu cầu rằng chúng ta phải ăn mặc như thế nào cả. Các bạn cứ làm sao để chống với cái rét và các bạn xịt mùi hương này trở thành một chiếc bánh Thái di động ngoài đường. Ok. Ở vị trí số 3 sẽ là một cái tên có phần hơi ngược với Velvet Chocolate, một mùi hương nữ tính, bánh bèo, dịu dàng và có phần hơi hướng nội. Chai này thì cũng đã có review, đó là Merch & Merch của Lapizan. Đây là một trong những mùi hương mà mình đã có làm rồi và mình cũng muốn nói lại, đó chính là mình đã được thử em này trong thời gian vừa qua thôi, nhưng mà mình đã cực kỳ ấn tượng bởi em nó. Thì thứ nhất, đây là một cái mùi hương ra mắt cực kỳ lâu rồi. Và cái thứ hai, đây là iconic của nhà Lapizan. Một cái mùi hương mà xịt ra cảm giác thấy kiểu một cô nữ với một chiếc váy hồng cực kỳ bánh bèo, nhẹ nhàng, thỏ thẻ. Và có cái xu hướng là tránh xa đám đông, không muốn làm tâm điểm của đám đông. Tại vì mùi hương này nó có một cái hiệu năng có phần hơi nhẹ về độ tỏa, nhưng độ lưu của nó đâu ở đó khoảng tầm 6 đến 7 tiếng ở trên da. Thì đây là một cái phiên bản trái ngược, không phải là tâm điểm mà cảm giác đừng ai quan tâm đến tôi chỉ cần sống qua ngày thôi là được. Tại vì tôi bánh bèo, tôi nhẹ nhàng thỏ thẻ, ai đến thì tôi yêu, còn tôi cũng không có nhu cầu đi tìm kiếm người yêu ngoài cuộc đời xô bồ ngoài kia. Thì đây là một mùi hương như thế. Thì con này nó giống như kiểu mùi dâu, lá dâu xanh ban đầu. Và dry down nó mọc lên một cái mùi dâu ngọt cực kỳ hấp dẫn. Và nếu như bạn là những bạn nữ thích những cái mùi hương nhẹ nhàng, lưu tốt và bánh bèo, dịu dàng, thì đây là một trong những con như vậy. Kính mời các bạn thử. Hơi khó tìm tí thôi. Và cái tên ở vị trí tiếp theo thì sẽ là một cái mùi hương dành cho những bạn nữ có xu hướng đi săn, cá tính, cực kỳ cá tính. Và cảm giác mà cũng kiểu trên phân người khác bởi một cái bay mùi hồng nhưng cực kỳ lạ mũi. Đó chính là Row Craw của nhà Tada. Trong cái list nước hoa dành cho nam thì mình đã giới thiệu Latakia của Tada rồi. Một cái mùi thuốc lá. Các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ở trên cái phần nắp. Đó là mùi, đó là cánh hoa hồng cùng với một cái lớp mật ong caramel chảy xuống. Thì cái mùi hương của chủ đạo của Row Craw này đó chính là hồng cùng với caramel. Thì khi mà các bạn xịt cái mùi hương này ra ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi hồng cay xè cực kỳ rõ rệt. Thì đây là một cái hướng làm hồng spicy xanh ban đầu, mở đầu luôn. Và cái nét cay ở đây nó cũng rất là thú vị, khi mà nó làm cho cái mùi hương nó giống như kiểu là chúng ta trải qua một cái cảm giác mà chúng ta chẳng may ăn phải một miếng ớt. Và cảm giác cay tê hết từ trong lưỡi đến ra đến phần môi. Và ngay lập tức thì các bạn cần phải uống nước đá vào để giảm độ cay. Thì cái nét spicy geranium của con hồng của Row Craw này thì nó cũng xuất hiện như vậy. Cái nét cay nó ập ngay vào mũi, nhưng mà sau khoảng tầm 5 phút thì nó trôi đi và cảm giác như kiểu là nó mất hẳn luôn hoàn toàn. Nó giống như kiểu mà khi chúng ta uống nước đá và nó làm dịu ngay lập tức cái nét cay đó. Và cái tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ cảm nhận thấy một cái mùi hồng, những cái cánh hồng dày màu đỏ kết hợp cùng với lá mà mang vào một cái kiểu cái bát để chúng ta giã lại với nhau và nó chảy nước vậy. Cái mùi xanh của những cái cánh hồng và mùi thơm lượng của mùi hồng đặc trưng kết hợp cùng với cái nét hơi kiểu xanh xanh chát chát một tí đấy, tươi nữa, dầm vào với nhau. Và cái người làm mùi hương này cũng rất biết cách
cho cái nét caramel xuất hiện làm sao để đúng lúc khi mà ở khoảng tầm 15 đến 20 phút thì bắt đầu các bạn nhận thấy cái mùi caramel đắng rất rõ rệt và cảm giác kiểu nó sẽ lấn át hoàn toàn cái mùi hồng, và nó sẽ như kiểu là chúng ta đang rót những cái caramel nóng chảy vào trong cái bát hồng mà chúng ta đang dầm. Và lúc này thì cái mùi caramel nó sẽ át lên rất là rõ rệt, caramel đắng nhá. Lần đầu tiên khi mà mình xịt cái mùi hương này thì mình có cảm giác rằng đây là một cái tổ hợp mùi hương cực kỳ hỗn độn, không đâu với đâu cả, không có sắp xếp theo một cái trình tự nào cả. Nhưng mà sau khoảng tầm hơn một tiếng ở trên da thì mình đã phải khá bất ngờ, và mình đã phải mượn thêm em nó về đâu đó khoảng tầm 1 đến 2 tuần để mình có thể test lại được. Thì mình thấy rằng sau hơn một tiếng ở trên da mình thì nó sẽ là một cái tổ hợp mùi hương là caramel ngọt, chảy nước, kết dính cái mùi hoa hồng cùng với những cái cánh lá xanh lại với nhau, mang tới một tổ hợp mùi hương hồng cùng với caramel ngọt đường. Đây là một trong những combo mà các bạn sẽ cực kỳ khó gặp ở trong những sáng tạo mùi hương đã được thử ở thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ chỉ có hồng, một là làm xanh hẳn mềm mại, hai là hồng fruity, ba là cái kiểu hồng vải, hồng trầm, bốn sẽ là kiểu hồng spicy, nhưng ở đây lại là một cái mùi hương hồng xanh spicy và về sau là mùi hồng caramel đường, cực kỳ thú vị và cá tính. Đây chắc chắn sẽ là một trong những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là không phải bạn nữ nào cũng đủ sức để có thể mặc được. Nhưng nếu như bạn nghĩ rằng mình khác biệt ở ngoài kia, tất cả với những bạn nữ ngoài kia, bạn có một cái lối thời trang nó fashion, nó kiểu thời đại, nó kiểu tách biệt với đám đông, với những cái chiếc áo bánh bèo với nhiều họa tiết kiểu Doraemon hay là kiểu Million những thứ, hay là bạn là một bạn nữ không phải thuần theo hướng kiểu khoe body quá nóng bỏng, mà bạn sẽ là một cái sự kết hợp, đó là những cái chiếc váy bó sát cùng với một chiếc áo da, cảm giác nó có vừa có sự mềm mại quyến rũ nhưng có vẫn có nét cá tính mạnh bạo ở trong đó, thì Rotor này là một trong những con mà mình rất recommend đấy các bạn. Và hãy nhớ một điều rằng nếu như bạn đủ sức thì bạn hãy thử, còn nếu như bạn là một người an toàn trong việc lựa chọn tất cả từ khâu thời trang cho đến mùi hương và kể cả những cái nơi bạn đến, thì mình nghĩ rằng Rotor sẽ hơi quá sức. Nhưng nếu như bạn tự tin thì đây là một trong những cái mùi hương rất ok. Về cái phần hiệu năng của em nó thì nó có phần lưu hơi kém ở trên da, đâu đó khoảng tầm 5 tiếng thôi. Đây là một cái điểm khá hạn chế. Còn đối với cái độ tỏa hương thì nó cũng khá là nhẹ, đâu đó khoảng tầm nửa cánh tay quay đầu. Đây là một cái điểm mà mình hơi buồn, nhưng mùi hương thì cực kỳ thú vị ở trong tầm giá. Thế nên là nếu như quan tâm thì hãy thử vài ổ trước nhá, Rotor của Tada. Rồi, và ở vị trí số 1 là cái chai hoa lúc đầu mình cầm đó, đó là Narciso Rodriguez và đây là Santo Mus. Nhìn lạ không? Lạ, chai màu vàng, tại vì chai này ngừng sản xuất rồi. Nó chỉ ra được một thời gian và nó ngừng sản xuất. Và đây là một trong những mùi hương mà không bị quá đậm chất của Narciso. Thì chúng ta biết rằng Narciso thì trường Việt Nam các bạn biết là Mus Noiro mới ra mắt này, hay là Crystal này, rồi trước đây thì chúng ta có na đen, rồi na trắng, rồi na hồng, rồi đủ các loại na đấy, còn kiểu na chín nữa cơ, rất là nhiều. Và những cái mùi hương đó thì đã quá phổ biến ở trên thị trường, nhưng Santo Mus lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu như những bạn nào đang thấy cái video này và các bạn tình cờ được rằng là bạn bè tôi có, thì hãy mua thử em nó về, tại vì nó xứng đáng, rất xứng đáng với một tông mùi chủ đạo, đó là đàn hương cùng với xạ. Mùi hương của em này thì khi các bạn xịt lên da thôi thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bầy mùi gỗ. Mùi gỗ ở đây ấy, nó sẽ là một cái mùi của những thân cây gỗ lớn, xong rồi các bạn sẽ thấy nó ở trong một cánh rừng nhiệt đới vừa mới mưa xong, và lúc này thì rêu bám xung quanh thân cây đó, và chúng ta sẽ dùng một cái cưa lớn chúng ta cưa ra. Thì ngoài cái mùi đặc trưng của gỗ rất là tươi ra thì chúng ta sẽ nhận thấy cái mùi của cả kiểu hơi ẩm ẩm của những cái rêu bám xung quanh, và nó có phần nào đó gợi nhớ tới một chai nước hoa rất là đình đám, đó là Le Labo Santo 33, nhưng không khô, không hung bạo, không bạo lực mà không quá mạnh mẽ rắn giỏi như Santo 33, mà đàn hương ở đây làm rất mềm mại,
ẩm và cảm giác rằng rất gần gũi, đúng như cái hình ảnh mà mình vừa mô tả, đó là cầm cưa cưa vào những thân cây vừa mới mưa xong vậy đó. Và cái hay của Santo Mert đó chính là nét xạ hương của Narciso vẫn được giữ ở đây. Khi mà dry down ở trên da sau khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng xịt thì các bạn nhận thấy một cái mùi xạ trắng béo béo thanh sạch, nó mix cùng với gỗ tạo nên một cái mùi hương có độ lực đầm và cảm giác rằng nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn nữ, thứ nhất đó là độc lập, thứ hai đó là táo bạo. Và nếu như những bạn nữ mà mình khuyên recommend dành cho cái mùi hương này thì cũng là những bạn nữ tầm 25-27 tuổi, có những cái tham vọng ở trong cái phần thăng tiến trong công việc, chứ không phải một người kiểu có xu hướng là tập trung về gia đình hay là kiểu tập trung về tình yêu, làm sao để có một cái tình yêu đẹp, anh ý cầu hôn mình giữa đám bãi biển. Mà đây sẽ là những cái câu chuyện nó liên quan đến kiểu tôi sẽ phấn đấu ở trong này bao năm, tôi lên vị trí này tôi sẽ tìm một người chồng giỏi như tôi. Thì đây là mùi hương như vậy. Và cá nhân mình thì mình nghĩ là con này nó sẽ cũng sẽ kén chọn, tại vì cái độ lực gỗ của đàn hương nó không chỉ thuần ở cái mức là nhiều xạ đặc trưng của Narciso, mà nó còn tạo nên một cái độ đầm, một cái độ cá tính, một cái độ mạnh mẽ của mùi hương. Và Santo Mert ấy, thì nếu như bạn là một người phụ nữ luôn luôn độc lập táo bạo thì chắc chắn bạn cần phải thử qua. Về phần hiệu năng nó cũng rất ổn định, khi mà trên da mình tầm 7 đến 8 tiếng và độ tỏa hương tầm hơn nửa cánh tay một tí. Nhưng mà chỉ có một cái điều rằng mặc dù nó cũng dưới 3 triệu đấy, nhưng mà cái việc tìm mua nó ở thời điểm hiện tại rất khó. Và nhìn màu vàng kiểu màu của sự giàu có ấy, các chị đại nào đang có nhu cầu tìm một cái mùi hương tách biệt vừa thể hiện được cái sự cá tính mạnh mẽ thì đây là một trong những con như thế. Narciso, đây là kiểu chị đại ở trong Narciso ấy, còn những cái em kia chỉ ở làng tàng chiều chiều dắt ra sân chơi cho vui thôi đó. Và đó là cái tên cuối cùng. Tất nhiên là mua thì rất là khó thôi, còn video nó cũng có ai xem đâu, nên là cũng chả cần quan tâm lắm nhỉ. Và vừa rồi thì là năm lựa chọn của mình gợi ý đến các bạn vào mùa đông năm 2023 ở cái phân khúc lip nước hoa nữ rẻ dưới 3 củ khoai. Và nếu như bạn đã từng thử qua những con này rồi thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới, hay là trong một vài con mà nó đã ngừng sản xuất, nó không còn hot in ở trên thị trường, thì những seller nào còn có thể chào hàng ở phía dưới luôn cũng được, rất thoải mái về vấn đề đó. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.